Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Ở tập trước, mình đã cùng anh em có mặt tại buổi xuống công Performer. Nên trong video hôm nay, mình sẽ đem đến thông tin đầy đủ nhất cũng như giải đáp thắc mắc của bạn. Có nên chọn Artesia Performer làm quà tặng cho người thân trong dịp Noel sắp tới? Theo dõi video với mình nha. Đây là kho hàng của công ty. Hiện tại đang là 1:30 sáng. Đội bốc vỏ đàn đang lần lượt bốc từng cây piano điện đem vào trong để công việc tiến hành suôn sẻ. Team bốc đàn sẽ chia làm hai đội: đội xếp sẵn hàng trên xe và đội khiêng đàn từ xe xuống. Những thùng đàn được chất cao lần lượt chồng lên nhau. Và ngay tại kho hàng hôm nay, đội ngũ bốc hàng tràn đầy năng lượng, tinh thần hăng say và luôn luôn nở nụ cười. Đàn được bốc từ xe cũng vơi dần do phải chuyển hàng về showroom. Số đàn còn lại sẽ được một bạn nhân viên ở lại kiểm tra. Tới showroom rồi, khung cảnh vô cùng hoành tráng, một không gian rộng rãi và choáng ngợp với rất nhiều nhạc cụ hiện đại được trưng bày. Còn đây chính là những cây đàn Performer được công ty nhập về trong hôm nay. Đã có mặt tại đây thì mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn về showroom Bành Văn Chân, chi nhánh mua nhạc cụ uy tín nhất tại Tân Bình. Mỗi bên là khu vực những cây piano cơ đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như là Yamaha, Kawai, có tuổi đời lên đến gần 100 năm, cùng màu gỗ tự nhiên, âm thanh vượt trội, mang nét cổ điển nhưng vẫn đậm sắc màu phương Tây. Không chỉ mỗi piano, Minh Phụng Music còn là địa điểm để bạn sở hữu cho mình những cây guitar chất lượng nhất, với khu vực guitar acoustic trưng bày đẹp mắt đến từ nhà hát Takahama. Quay lại với khu vực xuống đàn thôi, số lượng lớn Performer đang được các bạn mang vào trong. Performer là dòng piano điện có khối lượng nhẹ, chỉ 9 kg, nên lần mang 2 cây không quá khó khăn, thích hợp cho mọi người và nhất là các bé giải trí nhân dịp Noel này. Các thanh niên lần lượt chuyển đàn vào, từng người mang 2 cây đều đặn và nhịp nhàng với nhau. Đàn được xếp ngang chồng lên nhau thành dãy cao đến khi đủ số lượng. Quy trình vận chuyển đàn vào showroom đã quá quen với anh em, nên mình sẽ cùng mọi người khám phá thêm những điểm nhấn trên chiếc piano này nhé. Đầu tiên chính là mức giá cực chiêu cùng quà tặng siêu hấp dẫn mà Minh Phụng Music dành cho bạn, đó là chân đàn, jackphone và một headphone. Còn về chức năng thì sao? Đàn với 88 phím, trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D. Chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Piano vẫn được trang bị các chức năng cần thiết của một cây piano điện, với metronome, đếm nhịp, handspoon, tăng giảm tông, lý điều bàn phím, bộ xử lý tín hiệu số DSP, tăng thêm độ chân thật của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus, tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Cổng kết nối USB MIDI kết nối đàn với máy tính tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động dễ dàng. Cổng tai nghe để chơi mà không phiền mọi người xung quanh. Sustain pedal và jack cắm stereo line out cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Đàn có 2 màu cho khách hàng lựa chọn, chính là trắng và đen. Lý do cuối cùng để anh em chọn lựa Artesia Performer chính là chế độ bảo hành cực kỳ hấp dẫn. Piano điện này được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Đội ngũ đã hoàn thành công việc hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.